Xin kính chào quý vị khán giả. Dự thảo luật đấu thầu đã tiếp thu chỉnh lý nhiều điều khoản để quy định luật hóa, bổ sung các quy định giải quyết vướng mắc đối với vấn đề mua thuốc và thiết bị y tế. Đặc biệt là với các loại thuốc không thuộc danh mục thanh toán bảo hiểm y tế hay là thuốc hiếm, thuốc cần mua với số lượng ít. Ngoài ra, dự thảo luật cũng bổ sung các quy định cho phép chỉ định thầu với gói thầu mua sắm vaccine. Tại hội trường, nhiều ý kiến đề cập tới các vấn đề lớn liên quan tới chỉ định thầu, bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu, các hình thức phương thức ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư. Một số ý kiến của đại biểu Quốc hội cho rằng chỉ áp dụng chỉ định thầu trong trường hợp thật sự cần thiết, cấp bách và quy định tiêu chí cụ thể tránh lạm dụng. Bên cạnh đó, vẫn có một số ý kiến khác nhau liên quan đến áp dụng luật đấu thầu với doanh nghiệp nhà nước, khi mà một số ý kiến cho rằng không nên mở rộng luật đấu thầu với công ty con của doanh nghiệp nhà nước do phạm vi áp dụng luật có thể sẽ quá rộng.